Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái cách sửa cái hút mùi. Hút mùi hiện tại cái con hút mùi này nó đang bị lỗi là bật nó không lên. Nhưng cái đèn thì vẫn sáng nhé. Đèn thì vẫn sáng này. Bây giờ khi mà đèn vẫn sáng và bật công tắc không lên thì nó có thể do một trong các cái nguyên nhân sau. Đầu tiên thì các bạn thì thường nghĩ ngay là đến tụ tụ không khởi động được. Thứ hai là do có thể cái bàn phím này nó bị mo ve nên nó không chạm, nhưng mà cái tỷ lệ này là rất là ít nhé. Và cái thứ ba thì nó bị hỏng động cơ. Hỏng động cơ thì nó cũng rất là ít thôi. Thì thường thường là cái tỷ lệ chết tụ là khá cao. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra. Đây nhá, đèn thì vẫn sáng này. Đèn của máy hút mùi vẫn sáng. Nhưng mà bật các cái nút nguồn này, nút công tắc này, thì không không hoạt động. Máy không hoạt động. Nếu mà bạn để ý kỹ ra nhá, thì bạn nghe nghe dí sát tai lại gần ấy thì nó sẽ hơi có tiếng u u u. Đấy. Thì cái lỗi này khả năng là bị tụ rất là cao. Bây giờ mình sẽ ngắt áp và mình tiến hành kiểm tra tụ nhé. Đấy, sau khi mình ngắt áp thì mình bắt đầu mở cái bầu máy ra. Các bạn bỏ cái ốp này ra này. Rồi. Đây, cái hộp chứa mạch và tụ các thứ đây. Thì các bạn cần tháo hai cái con ốc ở phía trên này ra. Đây nó có hai vị trí bắt ốc này. À. Đấy, và một con ốc bên đây nữa. Cái tụ khởi động này thì là nó cũng hay bị chết nhá các bác nhé. Sau khi tháo cái nắp hộp này ra đây thì đây chính là cái tụ này. Đây, cái tụ này nó có thông số này. Các bạn để ý thông số này để thay nhé. Đây. Thông số của nó là tụ này là tụ 6 mi 6 microfarad. À, thì có một số dòng có thể người ta sẽ dùng tụ cao hơn hoặc tụ thấp hơn, nhưng mà thường thường là chỉ số là 6 mi 6 microfarad. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo đo con tụ này. Đây, các bạn có thể dùng cái đồng hồ vạn năng hoặc là cái ampe kìm như này chỉnh về cái nấc đo tụ. Tụ này. Bác bóc cái đầu này ra. Bạn bóc cái đầu này ra nhé. Đấy. Các bạn có thể đo. Ở đây. Đấy. Như này là tụ chết rồi nhé. Sau đây thì mình sẽ tiến hành thay tụ. Đây mình sẽ có một con tụ đây, tụ 6 mi đây, 6 microfarad thay đây nhé. Thì đây là cái tụ này thì mình cái chân giắc cắm của nó kiểu khác, thì mình đã cắt cái chân giắc cắm đi rồi. Thì các bạn có thể đấu trực tiếp vào đây, các bạn cắt cái tụ cũ này đi và thay trực tiếp vào đây. Đấy. Thì tại vì mình đang cầm điện thoại để quay nên là mình sẽ cái công đoạn này thì mình sẽ không quay nhé. Bạn cắt trực tiếp ở đây này và đấu nó vào, thay tháo cái ốc vít ở đây ra và thay con tụ. Đây con tụ này nó sẽ có cái chân bắt ốc vít ở chỗ chỗ này này.
Đấy, thì các bạn có thể thay trực tiếp vào đấy. Cái thay và đấu này nó cũng đơn giản thôi. Mình đã thay tụ xong này, bây giờ các bạn sẽ lắp trả lại ốp. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra lại máy nhé. Đấy, thì sau khi tay tụ thì máy đã hoạt động lại bình thường. Đấy, trên đây là cái video mình hướng dẫn các bạn về cách sửa cái máy hút mùi khi mà bật các cái phím công tắc nguồn nó không lên mà nó chỉ sáng đèn thôi. Đấy, các bạn có thể thay tự mua và thay cái tụ tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.